Giải bóng đá hội cựu học sinh nghĩa kỳ lần thứ 11 năm 2023 cũng đã chính thức khép lại với chân dung nhà vô địch mùa giải năm nay gọi tên K89 khi họ đã đánh bại đối thủ K86 trên chấm penalty đầy kịch tính với tỷ số là 5-4. K86 họ đành ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp và đành chấp nhận vị trí á quân ở mùa giải năm nay. Năm 2023 là một năm đầy khó khăn về mặt kinh tế dành cho cả đất nước Việt Nam của chúng ta, nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực, ban tổ chức đã mang giải bóng đá hội cựu học sinh nghĩa kỳ lần thứ 11 năm 2023 quay trở lại với quỹ đạo thường niên. Đồng hành cùng giải đấu cũng không quên sự có mặt của các đơn vị tài trợ và những thay đổi mang tính bước ngoặt cho giải đấu khi chuyển hẳn từ sân chơi futsal 5 người sang sân chơi 7 người. Trong 3 mùa giải gần nhất đều bỏ lỡ cơ hội vô địch, thì mùa giải năm nay, K89 đã có thể mang về cho mình tấm huy chương vàng danh giá và chiếc cúp vô địch giải bóng đá hội cựu học sinh nghĩa kỳ. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hãy cùng xem chiếc cúp vàng mùa giải lần thứ 11 năm 2023 liệu có đủ sức thuyết phục với hành trình vô địch của K89. Đội hình của họ sở hữu khá nhiều những cầu thủ tài năng và như mọi năm, K89 vẫn được coi là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu, mặc dù trong 3 năm gần nhất họ vẫn chưa thể thực hiện được nguyện vọng này. Khơi nguồn cho giải đấu năm nay, K89 họ thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước đội bóng K80. Thuận Đề Co vững chãi ở trung tâm hàng phòng ngự, tuyến giữa của K89 với những hiền bé gãy, Hạnh Guti, Sơn Phúc San hay Vũ Messi đều duy trì được sự ổn định. Vị trí trên hàng công mặc dù Quang Đáng đã có dấu hiệu tăng cân nhưng vẫn ghi bàn đều đặn. Các vị trí có thể thay thế như hai idol Don Filippo hay Bang Bang ít nhiều đều để lại dấu ấn. Nghĩa Cú Đức cũng là một nhân tố trẻ đầy tiềm năng của K89 ở mùa giải năm nay. Lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá hội cựu học sinh nghĩa kỳ lần thứ 11 năm 2023, K89 họ tiếp tục giành chiến thắng trước các cầu thủ K82 với tỷ số 5-3 và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Lúc này đây, các cổ động viên của K89 hoàn toàn có thể mơ về một viễn cảnh màu hồng dành cho đội bóng thân yêu của mình. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng K89. Quang Đáng, bàn thắng thứ 4 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng K89. Pha phối hợp quá tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng Cam. Cơ hội bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ Cam vào 5-3. Lượt trận cuối vòng bảng, các cầu thủ K89 họ đã gặp một đối thủ khó chịu, đó là câu lạc bộ K86, một đội bóng mạnh với những quân bài tốt nhất của giải đấu như Hiếu Buồn Ngủ, Phổ Anh Vét, Thần Gió hay lão tướng Nakanyak trong đội hình. K89 họ để thua trước các cầu thủ của K86 với một trận đấu theo cá nhân bình luận viên đánh giá là quá tẻ nhạt và đâu đó có sự tính toán dành cho ban huấn luyện của K89. Lượt trận bán kết, với tư cách là đội nhì bảng A, K89 họ chạm trán với một dàn sao lão tướng của câu lạc bộ K83 với những hảo thủ như Hân Hai Lon, Tuấn Văn, Anh Quang hay đội trưởng Thầy Việt. K89 họ đã chơi một trận bán kết đầy khó khăn trước đội bóng K83. Hai đội rượt đuổi tỷ số hấp dẫn cho đến những khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu. Các cổ động viên của K89 có quyền lo lắng khi mà đối thủ K83 càng đá càng hay. Nhưng bóng đá nó luôn mang đến những điều bất ngờ và cả những sự may mắn dành cho đội bóng có quyết tâm cao hơn. Quang Đáng bất ngờ ghi bàn sau khi tận dụng triệt để sai lầm của các cầu thủ ở hàng phòng ngự bên phía K83 để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 dành cho K89 ở những phút cuối trận. Được chuyền ngang, tiếp tục là góc hẹp. Tỷ số là 4-3, Quang Đáng là người lập công. Bàn thắng thứ hai của cá nhân số 14, cú đúp bàn thắng dành cho Quang Đáng. Bước vào trận đấu chung kết giải bóng đá hội cựu học sinh nghĩa kỳ lần thứ 11 năm 2023 sau nỗi đau đánh rơi chiếc cúp ở mùa giải lần thứ 10. Đương kim áo quân K89, họ gặp lại đối thủ K86. Đội bóng họ đã để thua với tỷ số 2-4 ở lượt trận vòng bảng. Không phải là một trận đấu dễ dàng dành cho cả hai đội và chiếc cúp vô địch chỉ có một mà thôi. K89 họ bất ngờ có được bàn thắng sớm ở tình huống đá phạt góc cố định. Hiền bé gãy đã có pha chạm bóng đầy tinh tế để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho K89. Sau khi để đối thủ ghi bàn, K86 họ đã dâng cao đội hình và tạo ra những sức ép rất lớn về phía khung thành của thủ môn Đức Thuận nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Trong khi đó, K89 họ cũng có thêm được một vài cơ hội nhưng cũng không thể ghi thêm được bàn thắng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ của thi đấu thứ hai. Khi tất cả các cổ động viên đã nghĩ về một chiến thắng dành cho K89 thì bất ngờ Thần Gió, cầu thủ mang áo số 15 của K86 đã trót một quả bóng quá khó vào thẳng khu vực vòng cấm địa làm bó tay thủ thành Đức Thuận, mang về bàn thắng gỡ hòa một điều quý như vàng dành cho câu lạc bộ K86. Hai đội kéo nhau vào loạt đá penalty với đội bóng hừng hực khí thế hơn đó là K86. Nhưng bóng đá là bóng đá,
nó có quy luật và đội bóng nào khát khao hơn, tập trung nhiều hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn, những thời cơ thì đội bóng đó sẽ giành được chiến thắng. 10 cầu thủ đá Ben, có 9 người thực hiện thành công các quả penalty và chỉ duy nhất Hiếu Buồn Ngủ, ngôi sao bên phía đội hình K86 sút hỏng quả đá Ben của mình, khiến K86 thất bại đau đớn với tỷ số 4-5 trước K89. Chúng ta hồi hộp chờ xem. Và dứt điểm chính xác của Nghĩa Cú Đúp, một tình huống dứt điểm không thể ngăn cản khi đưa cú đá găm vào góc chữ A. Thật chó. Và dứt điểm chuẩn xác. Tỷ số penalty được san bằng 2 đều. Một cú đá chính xác của Vũ Mập. 3-2 dành cho các cầu thủ K89. Nà Cà Nhắc sẽ bước lên. Và dứt điểm chính xác của Nà Cà Nhắc, tỷ số penalty là 3 đều. Và thực hiện chính xác của Hiền Bẻ Gãy trong tình huống đá lại, tỷ số penalty là 4-3. Và dứt điểm thành công, tỷ số penalty là 4. Giải đấu khép lại với chiếc vô địch dành cho K89, nhưng nó cũng động lại dành cho ban tổ chức, nhà tài trợ cùng với các cổ động viên một bài học quá đổi sâu sắc khi cũng có những giai đoạn giải đấu bị đẩy đi quá xa so với những dự tính ban đầu của ban tổ chức, là tạo ra một sân chơi để mang lại những sự kết nối dành cho anh em đồng hương Nghĩa Kỳ. Nhưng sau tất cả, mọi thứ đã được giải quyết một cách êm đẹp. Những người con quê hương Nghĩa Kỳ vẫn chung tay, vẫn đồng lòng. Một giải đấu chất lượng về mặt chuyên môn, một trận chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn. Chúc mừng nhà tân vô địch K89, Á quân K86 cùng tất cả anh em 8 câu lạc bộ đã tham gia một giải đấu thành công. Xin chúc sức khỏe ban tổ chức, nhà tài trợ, các đơn vị cộng tác và tất cả cầu thủ cùng cổ động viên. Xin hẹn gặp lại vào mùa giải lần thứ 12 năm 2024.